Dạ. Là sao dữ lắm, Anh em ruột, anh em em út. ruột. Dạ. Rồi, anh nhiêu tuổi rồi? Em 45 tuổi. 45 tuổi. Dạ. Có gia đình chưa? Chưa. Giờ muốn có vợ không? Không, ở gì? Sao vậy? Không, ở gì mà anh ơi. Sao Không, giờ không, ở thấy gì thấy lắm đó không? giờ. Thấy lắm mà Trời, mới ông lắm lên. anh. Tại còn yêu đời em giờ thôi kệ, là làm gì dẹp gia đình, còn nhỏ cháu cho nó học nữa. Rồi sao Dạ. vậy? Nhỏ cháu thì nhỏ cháu mình kiếm Thôi, vợ vẫn được thôi mà. ở nhà Có thích đi. phụ nữ không? Không, đó giờ là Vậy gì thích rồi. thích gì thích nam hả? Nam mà nhưng mà cũng không thích nó vợ gì gọi là kiếm tiền anh đây. Lúc Đó. lúc lúc trước là thích nam Dạ. đúng không, Dạ. chứ không thích nữ. Dạ. Từ đâu tới đâu đâu Từ bà nói là bán người ta từ mấy mươi này nó tới bên mộ bên đó đó. Rồi. Ba bờ. Bây Ừ. giờ ra tới cây dừa đó đó. Ừ. Bây giờ hỏi nè, Lắm hiền không? Hiền, ảnh hiền lắm nhưng mà hơi cọc nha. Hay của cọc ha, Dạ, tính cọc. cọc Dạ. Hiền mà ha. cọc. Rồi. Sắm sửa xong mấy chục năm nay đó. Ừ. Rồi cha mẹ mất hết, nói chung còn anh em mà anh em giàu bây giờ giàu giàu chứ có ai nhờ được đâu anh ơi. Dễ gì đừng trông Mình mong. mà, nói chung ra thôi đi, mình làm mình ăn Khổ thì mình chịu chứ, nói đi. tới cho em. Hồi lúc lúc có tiền á, mình sao không được, cho lúc mình khổ, ngàn mượn còn không có. Em nói thật luôn á. Ơi. Em nói trước mắt mộ ba má em luôn á thiệt. Hai anh em đã tới nhà của em Lắm rồi. Em chào anh nha. Dạ. Anh giới thiệu anh tên gì? Em tên Lộc. Tên Lập. Lộc, Lộc. Lộc. Dạ. Là sao dữ lắm? Anh em ruột, em Anh em út. ruột. Dạ. Rồi, anh nhiêu tuổi rồi? Em 45 tuổi. 45 tuổi. Dạ. Có gia đình chưa? Chưa. Giờ muốn có vợ không? Không, ở gì? Sao vậy? Không, ở gì mà anh ơi. Sao Không, giờ ở gì thấy đó lắm giờ. không? Thấy lắm mà Trời, mới ông lắm lên. anh. Tại còn yêu đời em giờ thôi kệ, là làm gì dẹp gia đình, còn nhỏ cháu cho nó học nữa. Rồi sao vậy? Nhỏ cháu thì nhỏ cháu mình kiếm Thôi, vợ vẫn được thôi mà. ở nhà Có đi. thích có thích phụ nữ không? Không, đó giờ Vậy, là vậy gì thích rồi. thích gì thích nam hả? Nam mà nhưng mà cũng không thích nó vợ gì gọi là kiếm tiền anh đây. Lúc Đi đó. lúc lúc trước là thích nam Dạ. đúng không, Dạ. chứ không thích nữ, Dạ. mà bây giờ là nam cũng không thích luôn. Không, giờ chơi tình bạn đi thôi chứ không ở ăn đợi kiếp được nữa, nói chung Dạ. là gì vậy. Rồi, bây giờ mình làm nghề gì? Em lúc hổm em cũng mở quán bán ăn đó, rồi từ ngày nhỏ cháu nó mắc rồi cái buồn xin chụp thằng rồi nghỉ bán luôn Vậy bán cả luôn. quán mà ngoại rồi về đây sống mặn. Giờ có hai con mấy vườn đó, giờ Bây giờ làm vườn hả? không có rồi anh Lắm anh cho người ta mướn trồng mặn đó, Ừ. rồi giờ cũng tính đi làm công ty mà làm công ty thất nghiệp hoài, mà bữa làm nghỉ 4 5 bữa gì đó anh em hổm gài cũng đi làm gì đó, rồi cái nghỉ nghỉ cái tháng này mà làm công ty nó trả tiền làm 15 ngày trả được 5 ngày, còn 10 ngày điện hoài nó không bắt máy, Nó trả luôn. không trả tại làm thời vụ á, rồi nó tuyển mình vô á chị, rồi giờ nó không trả rồi điện hoài cũng không được, rồi bỏ luôn tới giờ luôn. Bỏ luôn tới giờ Trời ơi, làm ăn ăn giờ này ăn khó mồ khăn. hôi nước mắt của Bây công giờ nhân. lên Sài Gòn mấy cái hồi 9 10 năm trước cái chỗ của em làm nó ngon lắm, giờ cũng tiêu tan hết trơn không làm được, thất nghiệp giờ chịu ôm chịu chứ. Rồi cái này bàn thờ nữ của ai? Của bà già mắc hồi mẹ nào? em mắc hồi 20 Tết. 20 Tết rồi hả? Dạ, trong Tết. Trong Tết ha. Dạ. Mình nhà mình đạo cổ đại ha. Đạo cổ đại. Gọi đi vô 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 chỉ nhà nhà này cắt lâu chưa? Em cắt hồi tháng 10, tháng 9 rồi, trong Tết ra. Nhà cắt cũng hai anh em ở cũng gì là ngon lành rồi. Trời ơi, cắt cái nhà lên thấy hơi mệt mỏi hết trơn, tiền giờ không nợ được. Hơi mệt mỏi hả? Cắt nghỉ nha mai. Em ơi, rồi chưa đó. Rồi, quay, 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 quay. Rồi nhà mình có cây dừa hay gì không? Có từ nhà em từ cái mí mộ đi qua tới cái chút cây dừa sao chứ. Ủa nhà này có rồi. ai? Nhà đó của ông anh cho anh ông hả? Từ rồi. Dạ. Mà ông bị mằng ăn sao không đi về. Từ cái mí nhà này có tới trước của ảnh. Rồi từ cái mí nhà này có đem chạy dài Ủa sao 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 các nhà quay mặt ngang kỳ vậy? Hồi đó anh cắt quán nhậu quá, ông không biết ông thiết kế đó. Quán nhậu em múc đó rồi giờ ông đập bỏ. Không có cắt quen ra gì. Của em qua tới bên bờ bên đó. Đâu đất đất mình từ đâu tới đâu đâu? Từ bà nói mà bán người ta từ mấy mươi này qua tới bên mộ bên đó đó. Rồi. Ba bờ. Rồi. Đi dài ra tới cây dừa đó đó. Rồi. Dừa cao đó. Rồi dừa đâu lắm? Đi 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 ra bé dừa cái. Đi đi. Mình dép vô. Thôi đi thôi đi luôn. Đi luôn đi. Luôn. Chạy lâu lâu đi giờ không có dạ. sao. Đau giờ không? Cái này là của ông anh. Cho ông từ cái mí này ra tới bên kia đó. Rồi. Mộ này mộ bà nội, cái đó thì con gái ông mới chết hồi 12 tuổi, mới chết hồi mới có ba giáp mắt, tuần. Nó mắc rồi. Nó mắc đó. Rồi. Nó bệnh nó tim á. Và đó mình mộ bà với má. Rồi đó ha. Rồi, hai anh em sống thấy cũng buồn quá ha. Dạ, giờ Bây giờ nghe thấy anh Lắm bước thêm bước không, vậy đó anh em vui chứ không có vui buồn kệ, cho ổng lớn tuổi ông kiếm chỗ nào nương tựa ông sống được, ông mằn ăn thì kệ ảnh chứ giờ ai cũng đầy tự nhiên hết, nói ai giờ tại cậu chống được đi cuộc sống của ổng nữa. Em thì em không nghĩ gì rồi. Ở chuyến này lên đi tiễn kiếm anh nào đi.
Bây giờ vậy? Hỏi nè, thích phụ nữ hay là thích nam? Nhưng mà giờ nam ha, giờ nghèo khổ thôi, giờ lo kiếm sống thích nam ha. Dạ. Rồi bữa để đăng clip này lên, có anh nam nào thích là có chịu ưng không? Thôi cái nói không có chịu không? Thôi ở vậy đi, ở gì ha. Dạ. Ở nhà còn thờ phượng cha. Rồi bây giờ nè, đứng lại đây, xích cho mặt đây. Ông bà nữa. Rồi bây giờ nè, đứng đứng đây đi. Rồi bây giờ nè. Bây giờ đăng clip mà lên coi có ai muốn gì đi làm được không? Được. Được em ha. Là phụ bếp làm nấu ăn là nghề của em đó. Ừ. Vậy là biết nấu ăn. Dạ. Là nấu ăn là giỏi lắm á. Làm bếp ha. Dạ. Bây giờ mình làm bếp nấu những món gì đâu nói đây, có nói khi chung... nào. Làm mấy cái món người qua là chảnh bò bách tết, đồ cơm chiên và hải sản, cơm chiên trâu là cái đó em khá quá gạnh luôn á. Dạ. Dạ, quán ăn rồi đó em làm ở trên Sài Gòn quận nhất á. Ừ. Thôi để tiếng gán mặn có tiền mướn anh làm thà nấu ha. Dạ thiệt, ông em nấu lăn là hỏi giỏi lắm, em đứng ở ngoài em ba nấu. Lúc họ bán đắt lắm, bán buổi sáng là mười mấy ký bún á, bán bún riêu á. Bún riêu cua đó, với cơm tấm, với cháo lòng. Một bữa sáng em bán một nồi cháo có khoảng 6-70 tô đó. Nấu mà bán đắt lắm. Rồi từ cái bị cái xui cái bệnh trong mình nó lâu, cái nó tái lại cái múc cái miên cái gạo nước bún riêu khách mua hát cho mình phỏng từ đây xuống tới đây. Nằm bệnh viện tốn hết 10 ngày, tốn mười mấy triệu em. Dạ, phỏng từ đây xuống tới đây luôn. Hên rồi ha. Dạ, cơm mà cái nước đó nghe nó đang sôi đó, múc bỏ vô bọc và mang cho khách về đó. Thì vừa hát cái bọc nước, cái ca nước vô thì quỵ xuống luôn, phỏng hết trơn, hết trơn này luôn. Bây giờ anh lắm nó chở qua bên nhà thương, bệnh viện ở bên 91B đó. Nằm bệnh viện có 10 ngày. Lắm lên nè, bẻ dừa cho mấy anh em uống à. Ê, nãy cho nó nấu cháo mà Lắm. Nấu cháo nữa, bẻ dừa uống trước đi. Bẻ dừa uống trước. Rồi đó giờ có trải qua mối tình nào chưa? Hồi lúc mười mấy tuổi thì em có lập buôn bán ở dưới Nam Căn cái đời dàm á. Có trải qua một mối gian dở, cũng như cha mẹ hai bên hứa hôn buôn bán chung đó. Rồi em về đi học. Đi học cái người đó có dàm. Rồi thôi tới vợ tới giờ luôn. Không... Anh cao mấy mấy? Em cũng không biết mấy mấy nữa. Hồi lần vừa không biết mấy. Rồi trong quá trình đó có dục xuống mương á. Xuống mương á lắm ơi. Xuống mương á, xuống mương á. Yêu thầm anh nào không? Không. Em thì đây bạn đó. Nhóc đi chơi bạn thân đồ nhóc. Dạ. Em còn ham vui chơi lắm, em không có ham lập gia đình đâu. Dạ. Dạ. Ủa sao vô 45 mày còn ham chơi với vậy? Ham như chỗ nào vui đồ thì em ở. Chứ sống mà hòa đồng anh em vui rồi em còn ở, chứ sống mà quạo vợ không thuận hòa em ở. Bây giờ hỏi nè, Lắm hiền không? Hiền, ảnh hiền lắm, nhưng mà hơi cọc nha. Hay của cọc ha, tính cọc ha. Dạ. Hiền mà cọc. Rồi. Cọc ha. Dạ. Hồi nhỏ lớn là em sống xứ người là 20 mấy năm đó, đi làm mướn không, nó ở nơi nhà miếng giường giao cho ảnh. Nói chung nhà là cũng đồ đạc trong nhà là một tay em sắm sửa không mấy chục năm nay đó. Rồi cha mẹ mất hết, nói chung còn anh em, mà anh em giàu, bây giờ giàu chứ có ai nhờ được đâu anh ơi. Dễ gì đừng trong mong. Nói chung ra thôi đi, mình làm mình ăn. Khổ đi mình chịu chứ, nói tới cho em. Hồi lúc lúc có tiền á, mình sao không được, chứ lúc mình khổ, ngàn mượn còn không có. Em nói luôn á. Em nói chứ mắt mộ ba má em luôn á thì. Thật kỳ vậy, rơi nước mắt luôn. Em hồi lúc ở Sài Gòn em ăn bông giàu, em lắm trong mình em mười mấy 20 cây vàng luôn đó. Ở lúc dịch em về tới đây là má em bệnh tốt mấy chục triệu rồi làm gái quán mà ăn đắc bại lại hết trơn vốn luôn á. Tại mình không có thời. Ở chỗ này em mua bán bông ha, là chợ đứng chợ Hồ Thị Kỷ đó. Sao mình không, sao mình không kêu giờ rồi dịch em sợ bông. Chết rồi mấy bà chị kêu về đi để về em gặp bà già. Rồi má em có thấy bà già nữa, rồi sợ về em gặp cha mẹ. Cái hồi lúc nó về tới đây là có 3 ngày là chỉ thị 16 đó. Có nước đá rồi chị ơi. Là về có 3 ngày là chỉ thị 16 đó. Là mở luôn đó, tới bây giờ luôn rồi mở mướn bán quán cái cửa nhà đó. Rồi bán cũng đó được 2 năm. Rồi thấy em không im rồi bán đó mà em mắc vác quá rồi thôi. Em trả bằng ôm không nổi em mới trả đó. Anh Lắm thì ảnh bằng cho em. Em ổng rửa chén, em thì em đứng nấu. Em đi chợ búa 2-3 giờ vậy đi chợ mua thịt thà bỏ vô luộc nấu. Nấu bán. Thấy chị dâu về thấy làm sao? Thì hạnh thương cái duyên nợ ai sao em cũng được chứ em dễ lắm em không có á thiệt em nói chung thấy chị dâu em. Thấy chị dâu được không, thấy bà giữ không giữ không cái chuyện giữ là em không có sợ giữ, nhưng mà biết chuyện là được đời. Đúng sống rồi. Không có vụ mà sợ giữ nhưng mà cái gì biết sao, cái sao không biết cái tánh mình sống ở đời người có thể biết phải biết quấy biết dòng biết họ mấy anh biết em chứ đừng kiểu mà sống mà kiểu như không có hiếc cái gì khó sống lắm. Em nói thật
Em từng sống Sài Gòn 9 năm trời nè, đứng bán bông có một thân một mình, một mửa, một sạp bông đó. Có thể anh sống xứ người, em sống em anh bán bông. Dạ. Chỉ cả anh bán sạp bông luôn. Không, anh bán bông bông cúc với bông Đà Lạt với mà bông có sạp bông không? Không. Ở Sài Gòn là em thì em hỏi giỡn, xứ người ta thương lắm thiệt. Xứ số cái số tuổi của em là đi xứ xa là qua đi, qua đi đi. Người, qua cho đây đưa mát này, chói nắng luôn. Rồi qua đây hỏi lắm. Hỏi thăm em của anh Lắm, hoàn cảnh thấy cũng rất là đáng thương. Đây nè, ngồi đây nè. Hỏi xuống đi. Xuống đây nè. Còn có hai anh em đó, nó thì không có dốc đâu. Chung là thôi bây giờ hai anh em mình nương tựa với nhau đi. Nương tựa sống chứ giờ sống. Không có nhờ chị em, bây giờ nói chung chị em đã từ hết rồi, mình giờ từ từ em cũng từ luôn đó. Không, cái này em đăng clip lên rồi nói gì rồi chị em nghe sao? Không, bình thường, em đâu có sợ. Không có khó lòng, nói sự thật là như vậy đó. Thôi bây giờ mình bỏ qua cái chuyện đó đi. Có sao nói vậy, không có sợ gì. Bây giờ nè, cảm thấy chị dâu như thế nào đi. Thì nói chung anh mình được thì mình chịu, chứ có đâu có sao sắp bắt cái gì điều gì đâu. Em dễ lắm, không có đâu. Cái vụ về nhà là cơm nước em không có cần nấu, em tự em nấu cho ăn bình thường, em không có ngại điều đó. Tại vì thả nấu mà. Em không có sợ điều đúng không? Dầm nấu cho ăn không, em tự em nấu cho là bình thường. Nhà cửa là tự em dọn dẹp khỏi cần. Nói là cái tính em là rất là dễ. Không có khó khăn với ai chứ. Nhớ nhà. Thương em thì em mới thương được, đời sống mình thương người ta mới thương mình được, ai cũng vậy chứ anh. Đúng rồi. Mình sống cho rồi, em vui vẻ đi. Em buồn chị em dữ lắm, nhiều khi không biết thôi. Nằm đêm bây giờ mình hết bàn tay trắng, nó mua cho nó uống chết thì... thôi nó đẹp luôn đừng. Thôi đừng nói vậy, đừng nói vậy, mình đừng suy nghĩ vậy. Bây giờ mình nhiều khi muốn dạy giọt nó, nhiều khi buồn thôi. Nữa nhiều khi giờ đăng tải video này lên, nhiều khi có anh nào lại kiếm rồi sao buồn đủ thôi. Giờ có anh nào lại thứ nhất là yêu anh nè. Nói tay khóc rồi cho chị em đựng trong mâm rồi. Sao đang khóc mà nó có người yêu cái là giận lại. Em giờ đựng trong mâm mà nói chị em thế. Thôi bây giờ mình cái chuyện anh em mình bỏ gác bên này, mình không có bàn tán trên đây. Bây giờ mình bỏ, bây giờ mình suy nghĩ lại để Tiến đăng cái video lên ha. Dạ. Thì có cái quán nào nấu ăn. Dạ. Thì liên hệ thì lúc trong quán thì em làm được. Trời ơi, từng ở chợ đi làm mướn thì làm biết chính được không? Biết chính thì không được, nhưng chảo phụ được. Chảo thì đứng không được, như phụ quá. Chảo đứng không được nữa hả? Chảo đứng được, tại dạ, chảo đứng thớt phải gì? Đứng thớt đồ được. Đứng thớt. Phụ đồ được. Phụ chứ không phải là biết chính ha. Dạ. Sao nãy hô nấu ăn cái gì? Không, được. Nấu thì được, nhưng mà biết chính như mình yếu quá, mình làm lắc đồ nặng quá, mình làm không nổi. Vì cái này là đứng thớt với xài lù không à, chứ đâu. Đúng rồi. Ở đây em làm quán cơm gà Hải Nam quận nhất đó, đường Ký Con á. Làm ở đó làm gần 2 năm trời đó, làm như quán đó cho người qua đó. Bây giờ là ông mới điện qua, mới thăm ông chủ, ông nói sao con về, sao nó về mất nghiệp. Ông nói giờ lên làm đi, nó cũng muốn làm thì qua Tết chứ về cận Tết em không có đi làm được. Đi làm là rồi bỏ nhà đâu có ai, còn nhỏ gái 18 tuổi rồi bỏ nó đâu có được. Ở nhà đây bên nó bệnh hiu nữa rồi, anh thấy đâu có bỏ được. Rồi thôi đi, vô chặn cái vũ nè. Nó đâu có ấy được đâu rồi, bởi vì đâu có dám bỏ. Vô chặn cái vũ. Chuyện này lên cái clip này xong là đi có chồng luôn. Có chồng luôn á. Ở dự phản thôi. Đây là thay thế Lắm nè, tay chặt dừa. Đây là dừa của nhà Lắm nè, cô chú nè, để chặt cho mình. Ôi bẻ chi nhiều lắm cái này con á, nó hai cái dừa của anh Lắm nè. Hai dừa Lắm hả? Hai cái dừa Lắm đó. Hai cái dừa Lắm đó. Dừa Lắm bự với anh Lắm. Chị tôi đốt tốt một hồi chân nè. Đây em gửi ly gửi chén nè. Có trời, em dọn quán vô nhà em đám một là đâu có mượn đồ ăn đầy nhà luôn. Đồ đạc đầy đủ luôn. Tại em mua hồi lúc em ở Sài Gòn á, em cũng quyết định về đây là mở quán nhưng mà buôn bán đó sống từ từ không đó. Kêu nó mặn luôn mọi người. Này qua đẩy nước dừa. Đó nước dừa. Không có gì hết trơn à, nhà không có đất đá mà không có tủ lạnh. Dạ, không có tủ lạnh, không có gì hết. Rồi chị nữa, rồi đám xong rồi chắc ở bển hả? Ở bển làm. Ở bên em anh ơi. Thứ bảy chủ nhật về đây. Bển có công an gì làm thứ thứ bảy chủ nhật về đây hưởng từng căn mặt. Ở đây ấm cúng nè. Ở đây ấm cúng. Thường thì mình ở bển đi làm. Nó kêu quá rồi đóng điện ngán, em dặn bà chị em thứ ba em bạn dặn em bán đồ nhiều lắm, bán hơn nhỏ là nhiều lắm, dặn bán hết trơn. Làm không có tiền xài bán hết trơn. Trời ơi. Dặn bả. Sao dặn bán? Nó được đặt là vậy hay không? Anh có đấu mình cho hết lắm. Anh hết.
Ý nhà tôi sắm được, tôi bán được, mấy bà đâu cho tôi được cái gì đâu. Hay. Em nói là sự thật vậy luôn, thiệt luôn á. Tính thiệt tình mà. Bà còn nói, bầu lư đó, mày mua mày thờ ông mà bà bán luôn. Tôi nói, bà đừng có nói thờ ông bà, tôi không bao giờ bán cái đồ thờ cha thờ mẹ ông bà, tôi không bao giờ bán. Đúng rồi, chứ đúng không. Được, tôi bán được là tôi bán. Đúng bà rồi. Bà cũng đâu cho tôi được, bà ngỡ nhà cửa tôi sắm hết. Em ơi, ngồi nói đi, ngồi đây nè. Em đâu có ai cho được em một ngàn đâu. Anh em mình tâm sự thôi. Nó là sự thật như vậy. Em có giấu giếm mắc cỡ tới đây là em không mắc cỡ hay là cái gì có là em nó có tôi không dám cái này là tình thật đó thiệt. Thật thì ở dưới nó lắm cái gì mình nói thiệt với người ta không có giấu giếm. Bây giờ gì? Đây nè, giờ anh em mình giờ còn hai anh em với chị em giờ mình khổ cũng đâu ai cho mình mượn giúp đỡ được ngày nào đâu. Đúng rồi. Nói thiệt. Đúng vậy. Ừ. Vậy à? Okay. Nhiều khi nói thì đâu ai tin ấy. Đây bây giờ có hai anh em mình nâng cửa sau này có thêm bà chị dâu nữa rồi ba trời người trời ơi em còn ông nói ông hỏi sao tôi nói thì trời chuyện của ông làm tôi đâu có nói đâu ông muốn thương chỗ nào được thì ông nâng cửa ông sống ông mằng cho lớn tuổi rồi chứ không lẽ bề tôi thì tôi sống thì được rồi đó. Muốn tôi lấy chồng rồi ai lo em dễ lắm thiệt em đi xứ xa em làm dễ sống lắm thiệt chứ anh em mằng là cuộc sống em dễ lắm em không sợ chết đói nhưng mà ở nhà mình đang hoàn cảnh giờ ở nhà mới chịu mà mệt mỏi. Trong ngoài là có anh em mà ông lắm ông khờ lắm ông đâu có biết cái gì đâu anh dạ. Nói là sự thật như vậy hiền lắm ha ông hiền vậy là chắc em hiếp hỏi anh cháu ơi ông không có biết ông không có ăn hiếp nào nói chung ông là ngọt ngọt á là ông làm đó ra ông ngọt ngọt ông thì thôi chứ ông em mà thương bí nói ông nói hoài nói ông thấy lớn rồi ông thấy giờ cha mẹ hết giờ ông chỉ cho ông coi ông thấy giờ chị em có ai thương mình không đó. Em từng ôm tiền nó thiệt với anh á trong mình là 50 cây vàng đi làm ở Sài Gòn hay đâu bằng tay trắng đi lên Sài Gòn năm mấy đó nó có 200.000 mà làm lên sự nghiệp đó thì cho anh là lúc em khổ á mà về đây đừng lo cho bà già mấy năm đó thôi bà già mới sống được tới tám mấy tuổi chứ không có em gia đình má em á chồng ngoài em hỏi lắm là mình nên em không chưa có cho ai được cho được mượn được ngàn mà lớn nhỏ nào á chị em ruột đó mà phải nghèo quá thì mình không tức tiền nhấp luôn á thôi đi bây giờ cái chuyện thôi đi cái chuyện của anh em mình đừng có bàn tán ở đây đây là cả cộng đồng nữa chứ không phải một không có gì mà phải giấu bây giờ tạm dừng ở đây bây giờ mình kết nối tình duyên ha bây giờ em anh lắm thì đã xong rồi giờ tới em ha thôi em không kết nối đâu em không em không có ở gì dạ vậy ở gì là đăng lên là cả lỡ có anh nào thấy ở gì cho nó khỏe khó lắm đấy chứ thôi đi mất công tôi lại rước đi sống cái tình người bạn này nó cũng khó khăn lắm phải dễ rồi tôi thôi ở gì đi chừng nào tới đâu tính đi đó rồi lo giờ lo em với trời mặn mình phải được lo cho nhỏ cháu nó học được 12 năm ra trường lo kiếm tiền đừng cho nó đi du học nó nói cho nó đi Đức đi học nó cũng mấy thì cho anh em cũng đã gào mẹ nó bỏ mà lúc 2 tháng tuổi đó mà hai chị em gì em đi làm mướn làm thuê là hối cần lắm rồi em dành cho ngoại nuôi đó bây giờ nó trưởng thành rồi đó rồi bây giờ vậy nè khi mà đăng tải video lên nè bây giờ có người á nếu mà ta liên hệ á ta mướn đi nấu ăn đồ này đó cái đó thì em đi làm bây giờ mình mình gần về món gì mình cái đại khái như là những cái món đặc biệt của mình đó mình cãi rồi coi có ai mướn nói được chung mướn. Lẩu thái lẩu gì em cũng làm được ở trên cơm chiên trâu cơm chiên phúc kiến đồ là ba cái cơm chiên nước ngoài là em rành hết chân tại làm trong cái quán người qua đó cơm chiên hải sản đồ đó cơm bò bít tết đồ là em quá trời rành bò lúc lắc đồ đó em làm được hết trơn à bò kho bò gì là em vẫn nấu được bình thường hết rồi lương bổng sao nói được không lương thì cái đó mình để mình vô mình thử việc làm đi cho người ta biết chứ không mình nói lương chưa cho mình không mất lương thì nó khó lắm đâu được chứ thằng mình đâu biết tay nghề mình sao đâu mà nói lương hồi đó mấy năm trước em làm hồi 4-5 năm về trước em làm ở quán cơm á lần lương tháng có 4 triệu lúc em làm quán cơm gà Hải Nam đó là người qua đó nghe đường ký con đó là bao nhiêu năm rồi cũng năm em nghĩ cũng cả chục năm rồi chục năm dạ. Mà bây giờ chục năm chắc 40 triệu rồi. Không bây giờ cũng 7-8 triệu rồi lương anh cũng không có cao anh ơi Sài Gòn giờ làm lương cũng không có cao nữa tại ông chủ ông mới điện hôm qua đó ông điện về ông điện hỏi thăm á mới dạo này em sao nói giờ nghe nói bán đúng không giàu lắm không nói giàu nhưng bây giờ khổ lên anh ơi ông hỏi rồi có quyết định có muốn đi làm lại không tại hồi lúc em nghĩ là ông nói cái quán của ông lúc nào mà đủ người ông cũng giang tay em lại xin ông cũng nhận em vô làm hết đó mà lúc đó em làm cho ông á ông nói với em như vậy đó rồi hôm qua ông điện hỏi thăm em nói có là hay làm rồi lấy qua tết em mới xin lại làm tại quán ông giờ cũng đang thiếu người đó
Em nói gì em nói cũng chưa biết, để coi coi sao rồi với cho ngọn cháu này còn nhỏ nó mới lớn lên rồi. Rồi đâu dám bỏ, lúc hôm nhỏ cháu nó mới mắc đâu dám ở nhà ban đêm đâu. Hai con cháu đi làm nhà nóc không? Làm tới 8 9 giờ nhỏ đâu dám về nhà đâu, ở nhà sớm. Thì mà em với lắm về ông nó mới dám ở. Nó mới dám về đây nó đi học á. Đâu dám ở. Nghiệp á. Thôi Tiến cũng tạm dừng cái video đây ha. Dạ. Thì mong rằng cái video này đăng tải lên thì